nghĩ chắc các bạn cũng một lần giống như Giang vào trước gương và thấy rằng trời đất ơi, sao ngày hôm nay da của mình xấu quá vậy? Ôi, mình không có tự tin vào gương mặt của mình, không thể vác cái khuôn mặt như thế này đi làm được. Thế nên là Giang nghĩ tại sao không làm một video clip về make up hàng ngày. Đây sẽ là video clip Giang hướng dẫn các bạn cách make up để khuôn mặt của chúng ta trở nên tươi tắn hơn và rạng rỡ hơn. Do vậy mà nếu các bạn quan tâm hãy tiếp tục theo dõi nhé. Mình đã sử dụng nước hoa hồng, sau đó apply serum cũng như là kem dưỡng ẩm lên da mặt rồi và giới thiệu với các bạn dòng foundation mới nhất của Maybelline, Maybelline Fix Me Dewy Smooth. Thì trước đó mình đã nghe rất là nhiều lời khen từ phiên bản Maybelline Matte rồi. Ở đây thì mình cũng sẽ review cho các bạn luôn. Ok, và màu mình sử dụng ngày hôm nay là màu 120 Classic Ivory. Thích những cái loại foundation packaging dạng pump, do vậy mà mình có thể ước lượng cũng như là nó sạch sẽ và tiện lợi hơn là cái loại lọ mà chúng ta phải lấy ra như thế này. Khi mình không có ước lượng được cái lượng foundation mà mình cần lấy cũng như là nó hơi bất tiện nhiều thứ. Để apply lên thử cho các bạn xem coi là cái loại foundation này nó như thế nào ha. Rất là dễ chịu, mùi phấn các bạn ạ. Wow, lớp nền cũng tương đối là mỏng nhẹ, không có bị nặng nè. Thường thì các bạn có thể sử dụng cọ, mousse hoặc là chổi để tán foundation ra. Nhưng mà cá nhân Giang thì Giang thích dùng cọ. Mình thấy lớp nền rất là mỏng nhẹ, nó không có bị dày và nó che khuyết điểm khá tốt. Tuy là nó không có che được hết tất cả những cái mụn đỏ của mình, nhưng mà với những cái khuyết điểm nhỏ như là những cái vết tàn nhang nhỏ đó thì nó có thể cover được. Mỏng nhẹ, mịn màng. Mình sẽ sử dụng concealer. Dạo này các bạn biết không, mình vừa mới thi xong, do vậy mà mình có quầng thâm mắt nè, rồi mình bị nổi mụn cũng hơi nhiều. Thế là bây giờ phải sử dụng kem che khuyết điểm để che mấy cái đốm mụn này lại, tán cái lượng kem che khuyết điểm này ra. Tươi tỉnh thì cuộc đời nó mới tươi, mình mới đi làm, mình mới vui vẻ mà mình làm được, đúng không? Lông mày là bước rất quan trọng, bởi vì khi người đối diện nhìn vào các bạn, lông mày sẽ là thứ đập vào mắt người ta đầu tiên. Do vậy tin mình đi, các bạn phải nên chú trọng khoảng lông mày, tại vì cái lông mày của mình mà nó nhợt nhạt thì làm cho khuôn mặt của mình nó bị thiếu sức sống và nó không có được tươi tắn cho lắm. Mình sử dụng cái loại gel kẻ lông mỗi ngày luôn, và mình bắt đầu tán nhẹ nhàng thôi. Ưu điểm của loại gel kẻ lông mày này là nó bền màu cả ngày. Cái lớp make up của mình nó không có bị phai nhạt, như là cái màu của nó rất là tự nhiên, nó rất là tệ với cái màu tóc của mình, các bạn có thể thấy này. Đối với Giang thì Giang thích kiểu lông mày hơi stick lên một chút, tại vì khuôn mặt của mình là khuôn mặt tròn. Và mình recommend cho những bạn nào có khuôn mặt tròn giống mình, khi mà kẻ lông mày các bạn nên kẻ stick lên. Vì làm như thế này cái khuôn mặt của mình nó sẽ hài hòa hơn là các bạn cố gắng kẻ lông mày ngang. Khuôn lông mày ngang mà với cái khuôn mặt tròn thì nó sẽ làm cho cái khuôn mặt của các bạn nhìn trông rất là kỳ. Hãy cứ nghe Giang, hãy cứ tin lời Giang, tại vì Giang là cô gái có khuôn mặt tròn. Ok, thế là hoàn thành xong lông mày rồi. Ta-da! Mình chuốt nhẹ cái đuôi lông mày mà mình vừa kẻ. Việc này sẽ khiến cho phần gel kẻ lông mày đều nhất có thể. Đầu tiên thì mình sẽ sử dụng màu cam nude ở đây.
Cá nhân Giang thì Giang rất là thích những cái màu nhẹ nhàng như thế này. Mà đi làm, đi học thì mình không có muốn cái gì đó nó quá nặng nề trên mặt của mình. Do vậy những cái tông màu như là màu nâu hoặc là màu cam nude hoặc là màu hồng nude là những cái màu mà mình ưa chuộng khi mà sử dụng hàng ngày. Thay vì dùng cỏ, các bạn có thể sử dụng ngón áp út. Ta lấy một ít phấn mắt và sau đó chậm nhẹ lên bầu mắt như thế này. Sẽ sử dụng một cây cọ có đầu hơi nhọn. Đây sẽ là cây cọ giúp cho mình tạo hốc mắt. Sẽ sử dụng một màu nâu trung tính. Và đây là màu nâu mà mình sẽ sử dụng cho hốc mắt ngày hôm nay. Các bạn lấy một ít màu nâu ở đây ha. Ánh mở to đôi mắt của mình ra. Các bạn để cái cọ như thế này. Và sau đó chúng ta nhẹ nhàng hơi nhắm mắt một chút xíu như vậy. Hơi hạ con mắt của chúng ta xuống. Và chúng ta có thể xác định được là cái hốc mắt của chúng ta nó nằm ở đây. Đây, Giang sẽ làm lại cho các bạn thấy nhé. Các bạn để cái cọ ở đây nè, cái cọ ngay đây nè, mà mắt của các bạn sẽ mở to ra nhất có thể. Sau đó các bạn hạ từ từ đôi mắt xuống. Và đây sẽ là cái phần hốc mắt của các bạn. Rất là dễ dàng. Và chúng ta sẽ tán đều cái phần màu mắt này ngay cái phần hốc mắt mà chúng ta đã xác định được. Các bạn có thấy sự khác biệt giữa hai con mắt của Giang lúc này không? Làm tương tự như vậy đối với con mắt bên kia. Tán đều phần màu mắt này sao cho cái phần màu vừa nãy nó blend đều với cái màu đầu tiên mà chúng ta sử dụng. Các bạn cũng tương tự lấy một chút phấn mắt đen như vậy và sau đó chúng ta nhẹ nhàng tán đều vào cái hốc mắt vừa nãy luôn. Về phần mí mắt thì mình sẽ lấy tông màu nâu kết hợp với một chút màu đen. Ta gõ nhẹ và sau đó tương tự các bạn cũng tán vào cái phần mí mắt như thế này. Bước tiếp theo ta sẽ kẻ eyeliner. Đây là cây kẻ mắt mà mình vừa mới mua được với lại Maybelline Fit Me mà mình đã khoe với các bạn trên Facebook và Instagram. Sẽ sử dụng để review cho các bạn luôn. Và mình sẽ kẻ nhẹ nhàng. Oh my gosh, khác hoàn toàn đúng không? Wow, kẻ mắt vô là nhìn khác hẳn luôn. Wow. Đó là Giang hoàn toàn bị thuyết phục bởi cây kẻ mắt từ nhãn hàng L'Oreal. Giá của em nó rất là bình dân nhưng mà chất lượng mà em nó mang lại không hề thua kém những hãng high-end mà Giang đã từng sử dụng qua. Các bạn có thể thấy nè, đường nét rất là sắc sảo. Giang sẽ nói lại chi tiết những sản phẩm mà Giang sử dụng ở một description và một chi tiết box. Do vậy các bạn có thể click vô phần description ở dưới video clip này để xem được tất cả những sản phẩm mà Giang đã sử dụng trong video clip này nhé. Tiếp đến thì Giang sẽ bấm mi và rút mascara. Mình sẽ sử dụng mascara của CoverGirl. Một chút phấn phủ để phủ lên toàn bộ khuôn mặt. Hồng lần này phải là một tông màu hồng nhẹ nhàng và tự nhiên nhất có thể. Thế nên mình đã chọn NYX màu số 25. Các bạn cười tươi để xác định gò má của chúng ta. Nhẹ nhàng phủ lên cái phần gò má này ha. Để tạo chiều sâu cho sống mũi thì mình sẽ mix hai màu nâu và màu nude này lại với nhau. Sau đó gõ nhẹ và các bạn sẽ tán theo cái phần dọc sống mũi tạo cho cảm giác sống mũi của chúng ta cao hơn và thon gọn hơn. Ok, và cuối cùng là lipstick. Và ngày hôm nay mình muốn có một màu hồng cam nhẹ. Tại vì mình muốn tất cả phải thật là tự nhiên. Mình đã chọn màu hồng cam của L'Oreal. Các bạn sẽ dùng cái ngón áp út và chúng ta tán nhẹ đều lên môi. Rất là dễ dàng. Sau đó ta sẽ chậm nhẹ lên, làm cho môi nó được đều màu hơn.
sử dụng xịt khoáng của Vichy, cách 15-20cm và xịt theo đường dứt chắc. Và đây là thành quả của chúng ta. Nếu các bạn thích video clip này thì đừng quên like và subscribe channel của mình để theo dõi nhiều hơn. Chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip lần tới. Bye bye!